Từ nhận thức sâu sắc về tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh lá lành đùm lá rách, chị em hội viên phụ nữ xã vùng cao Ngọc Mỹ của tỉnh Hòa Bình đã thành lập ống bươm tiết kiệm, đem lại hiệu quả cao. Phong trào ống bươm tiết kiệm được chị em hội viên hội phụ nữ xã Ngọc Mỹ triển khai từ năm 2009, thu hút được 220 hội viên tham gia. Với mô hình này, chị em tự quản lý ống bươm tiết kiệm của mình, cứ định kỳ 9 đến 12 tháng mang ống bươm ra kiểm tra. Số tiền tiết kiệm được các chị hỗ trợ hội viên có hoàn cảnh khó khăn. Chị em cũng nhận thức được sâu sắc về cái vấn đề mà giúp đỡ hội viên có hoàn cảnh khó khăn. Để rồi chị nào cũng thực hiện, năm 60 chị em chị nào cũng có một cái ống tiết kiệm. Hàng năm thì các chị sẽ lấy cái tiền tiết kiệm này để giúp đỡ cho cái hội viên có cái hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong chi hội này. Đây là buổi sinh hoạt của chị em trong chi hội phụ nữ xóm Biện. Ngoài các nội dung sinh hoạt thường xuyên, buổi sinh hoạt hôm nay sôi nổi hơn với nội dung trẻ ống bươm tiết kiệm. Tuy chỉ là những đồng tiền lẻ từ 1 đến 5.000 đồng, nhưng khi góp lại, số tiền này sẽ giúp được nhiều chị em có vốn đầu tư phát triển kinh tế. Trong thời gian làm cái tiết kiệm ống tre này thì chị em tham gia rất đầy đủ ạ. Cứ một năm đến tháng 9 thì bóc ạ. Lại cho một chị vay là 500.000 trở lên. Trong tương lai về cái tiết kiệm này thì đến năm đến này thì trở đi thì phải mở rộng thêm ạ. Mở rộng thêm về số tiền đó nhiều hơn cho chị em để chị em còn hỗ trợ nhiều hơn để chị em mua được cái lợn hay là cái gì nó to hơn. Chị Quách Thị Hân là một trong những hội viên có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn từ mô hình ống bươm tiết kiệm. Số tiền không lớn nên chị Hân mua gà, vịt để gây vốn. Sau 1 đến 2 lứa đàn gà phát triển, giờ chị đã có thêm nguồn vốn để mua thêm lợn và trồng thêm rau xanh. Dưới đôi bàn tay cần cù chịu khó của người phụ nữ cùng với số tiền được vay, giờ đây anh chị đã có của ăn của để xây được nhà mới. Thì các chị em trong chi hội thì đóng góp mỗi người từ 5.000 đến 10.000, đóng góp lại cả một năm thì cho mỗi khoảng 2-3 chị em vay, chị là được 500.000. 500.000 để mua thêm mấy con gà nuôi gà, thế là được hơn một tháng, gần 2 tháng thì bán thì tiết kiệm dần mua được con lợn. Mặc dù số tiền cho vay không nhiều, nhưng mô hình ống bươm tiết kiệm của hội phụ nữ xã Ngọc Mỹ không chỉ giúp chị em phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn vươn lên thoát nghèo, mà còn phát huy truyền thống tốt đẹp của người phụ nữ Việt Nam từ bao đời nay, đó là đoàn kết, yêu thương, đùm bọc lẫn nhau. Với những mô hình này, cần được các cấp, các ngành quan tâm và nhân rộng. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn vừa có chỉ thị tăng cường công tác quản lý tàu cá hoạt động trên biển. Theo đó, Bộ yêu cầu các địa phương ven biển cần tiếp tục triển khai, nhân rộng mô hình tổ đoàn kết sản xuất trên biển, nhất là đối với lực lượng đánh bắt xa bờ để hỗ trợ nhau trong việc sản xuất và khi có tai nạn, các sự cố thiên tai xảy ra. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cũng yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn các tỉnh, thành phố ven biển phối hợp với các ngành các cấp liên quan cung cấp cho ngư dân tần số liên lạc, số điện thoại cần thiết để giúp ngư dân liên lạc khi có sự cố xảy ra. Bên cạnh đó, khi có bão, cần cử cán bộ kỹ thuật đến nơi neo đậu tàu thuyền để hướng dẫn ngư dân phương pháp neo đậu và sắp xếp tàu cá tại nơi neo đậu được an toàn. Khi có thông tin về tai nạn xảy ra trên biển, thì phải cùng nhau phối hợp với các ngành các cấp có liên quan trợ giúp ngư dân trong việc tìm kiếm cứu nạn và khắc phục hậu quả. Đối với công tác quản lý tàu cá, đảm bảo an toàn cho người và tàu cá hoạt động thủy sản, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn quy định không cho phép lắp đặt các máy tàu không rõ xuất xứ, nguồn gốc, không có chứng chỉ kỹ thuật đối với tàu cá đóng mới có công suất từ 250 CV trở lên hoạt động tại các vùng biển xa. Cùng với đó, tăng cường cán bộ làm đăng kiểm tàu cá, thống kê báo cáo về tình trạng chất lượng, tuổi thọ tàu cá, trang bị và bố trí thiết bị an toàn đối với các tàu cá xa bờ hiện có của địa phương, từng bước vận động ngư dân không sử dụng tàu cá cũ, tàu sử dụng máy cũ đi hoạt động tại các vùng biển xa. Ngày 4 tháng 3, Thủ tướng Nga Vladimir Putin đã tuyên bố giành chiến thắng trong cuộc bầu cử được tiến hành cùng ngày, trở thành Tổng thống Nga trong 6 năm tới, và đây sẽ là nhiệm kỳ Tổng thống thứ 3 của ông. Thủ tướng Vladimir Putin đưa ra tuyên bố giành chiến thắng trước hàng chục nghìn người ủng hộ tụ tập ở quảng trường Manye, trung tâm thủ đô Moscow. Tổng thống sắp mãn nhiệm Dmitry Medvedev cũng tới tham dự. Xin cảm ơn tất cả mọi người, những ai đã nói có vì một nước Nga vĩ đại.
Tôi đã hứa với các bạn rằng chúng ta sẽ thắng và chúng ta đã thắng. Vinh quang thuộc về nước Nga. Ông Putin khẳng định đã chiến thắng trong một cuộc bầu cử trung thực và minh bạch. Cuộc bầu cử tổng thống hiện nay là một thử nghiệm về độ trưởng thành và sự độc lập chính trị của đất nước. Cùng ngày, Thủ tướng Putin cũng đã tới thăm trụ sở chiến dịch bầu cử của mình để chia sẻ thắng lợi và cảm ơn các nhân viên đã giúp ông giành được thắng lợi này. Tại đây, ông đã nhận được những tràng pháo tay nồng nhiệt và những cái ôm thân tình của rất đông những người ủng hộ. Nhân dịp này, tôi rất muốn đọc một đoạn thơ của nhà thơ Evsenin. Ôi, nếu như thiên thần lên tiếng gọi, bỏ nước Nga lên sống ở thiên đường, tôi sẽ đáp, thiên đường xin để đấy, cho tôi xin ở cùng tổ quốc yêu thương. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Theo số liệu sơ bộ của Ủy ban Bầu cử Trung ương Nga, sau khi kiểm 89% phiếu bầu, Thủ tướng 59 tuổi Vladimir Putin đã giành chiến thắng áp đảo 64,65% phiếu bầu của cử tri, bỏ xa các ứng cử viên còn lại. Với kết quả này, gần như chắc chắn vị cựu sĩ quan tình báo KGB này sẽ đắc cử Tổng thống Nga nhiệm kỳ 3 đúng như dự đoán của giới phân tích mà không cần phải tiến hành bỏ phiếu vòng 2. Đối thủ gần nhất của ông, nhà lãnh đạo Đảng Cộng sản Liên bang Nga Gennady Zyuganov, nhận được 17,06% phiếu bầu. Trong khi đó, tỷ phú tự ứng cử Mikhail Prokhorov, thủ lĩnh Đảng Tự do Dân chủ Vladimir Zhirinovsky và người đứng đầu Đảng Nước Nga Công bằng Sergei Mironov chỉ nhận được chưa đến 10% số phiếu ủng hộ. Tổng cộng trong ngày bầu cử Tổng thống, đã có hơn 109 triệu người Nga sử dụng quyền cử tri của mình tại 94.000 điểm bầu cử trong nước và 384 điểm bầu cử ở nước ngoài. Ngày 5 tháng 3, kỳ họp thứ 5 Đại hội đại biểu Nhân dân Toàn quốc Trung Quốc khóa 11 đã chính thức khai mạc tại lễ đường Nhân dân ở thủ đô Bắc Kinh dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Ngô Bang Quốc. Tham dự đại hội có gần 3.000 đại biểu Quốc hội cùng nhiều nhà lãnh đạo cấp cao nhà nước Trung Quốc. Tại lễ khai mạc, Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo đã đọc báo cáo công tác chính phủ, trong đó nêu rõ Trung Quốc đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế của nước này ở mức 7,5% trong năm 2012, thấp hơn mức 9,2% của năm 2011. Đây là lần đầu tiên chính phủ Trung Quốc hạ mục tiêu tăng trưởng kinh tế của nước này sau khi duy trì ở mức khoảng 8% trong 7 năm liên tiếp kể từ năm 2005 đến nay. Báo cáo cũng cho biết, Trung Quốc sẽ duy trì ổn định tỷ giá hối đoái của đồng nhân dân tệ một cách cơ bản trong năm nay ở mức thích hợp và cân bằng. Bắc Kinh cũng sẽ điều tiết thị trường bất động sản để hạ các mức giá tài sản xuống mức thích hợp. Chính phủ Trung Quốc còn cam kết phát triển khu vực kinh tế phi quốc doanh bằng cách phá bỏ sự độc quyền và nới lỏng những hạn chế tiếp cận thị trường. Cũng trong năm 2012, Trung Quốc cũng đề ra mục tiêu tạo hơn 9 triệu việc làm mới tại các thị trấn và thành phố. Bắc Kinh còn nhắm tới mục tiêu tăng khối lượng xuất khẩu và nhập khẩu mỗi năm lên khoảng 10% để cải thiện hơn nữa sự cân bằng thanh khoản quốc tế. Trong khi đó, về chỉ số giá tiêu dùng, Trung Quốc sẽ để dao động ở mức khoảng 4%. Theo báo cáo công tác này, Trung Quốc sẽ tiếp tục đẩy mạnh cải cách toàn diện trong hệ thống kinh tế và chính trị với quyết tâm lớn hơn. Bắc Kinh cũng sẽ tăng cường năng lực của các lực lượng vũ trang để hoàn thành một loạt nhiệm vụ quân sự, một yếu tố quan trọng để giải quyết các cuộc xung đột địa phương. Ngày 4 tháng 3, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã tái khẳng định sự ủng hộ mạnh mẽ đối với đồng minh Israel của mình, đồng thời cảnh báo Iran nếu cần thiết, ông sẽ không ngại ngần sử dụng vũ lực nhằm ngăn chặn tham vọng phát triển vũ khí hạt nhân của Tehran. Quan hệ công tác là A khẳng định khí hạt nhân lợi ích của Mỹ và Israel, đồng thời đe dọa hòa bình thế giới. Iran cần biết rằng chúng tôi chỉ có một chính sách ngăn cản họ sở hữu vũ khí hạt nhân. Khi cần thiết, tôi sẽ không do dự sử dụng vũ lực để bảo vệ nước Mỹ cùng các lợi ích của đất nước. Tuy nhiên, theo ông, một cuộc tấn công nhằm vào Iran lúc này là chưa cần thiết, khi mà các lệnh trừng phạt của cộng đồng quốc tế áp đặt đối với nước Cộng hòa Hồi giáo này cần có thời gian để phát huy hiệu lực. Một số quan chức của Israel muốn lập tức tấn công Iran trước khi quốc gia Hồi giáo này vũ khí hóa chương trình hạt nhân của mình. Tổng thống Israel Shimon Peres cho rằng Iran không chỉ là một mối đe dọa với Israel mà còn là mối nguy hiểm thực sự với toàn thế giới, đồng thời khẳng định Israel sẽ giành thế thượng phong nếu bị buộc phải tấn công Iran. Nhật báo Bild the New York số ra ngày 4 tháng 3 đưa tin, theo thỏa thuận của Washington và Tel Aviv trong tuần qua, Israel sẽ chờ cho tới sau cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ vào ngày 6 tháng 11 năm 2012 mới tiến hành không kích phủ đầu nhằm vào các cơ sở hạt nhân của Iran.
Ngay lập tức, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã có bài phát biểu đánh giá cao lập trường của Mỹ trong vấn đề tấn công quân sự chống Iran. Phát biểu trước báo giới tại thủ đô Ottawa của Canada trước khi lên đường sang Mỹ để hội đàm với Tổng thống Obama, Thủ tướng Netanyahu khẳng định tuyên bố để ngỏ mọi giải pháp đối với chương trình hạt nhân của Iran cho thấy thái độ cứng rắn của Nhà Trắng. Tuyên bố của Tổng thống Mỹ cho thấy sự thừa nhận quyền tự vệ của Israel trước mọi nguy cơ. Dự kiến trong ngày hôm nay, ngày 5 tháng 2, Tổng thống Mỹ và Thủ tướng Israel sẽ tiến hành hội đàm tại Nhà Trắng, trong đó nội dung quan trọng là chương trình hạt nhân gây tranh cãi của Iran. Theo các nhà quan sát, nhiều khả năng ông Obama sẽ thuyết phục Israel lại đưa khoảng cách của họ với Barcelona lên thành 10 điểm. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin thời sự tổng hợp của Truyền hình Thông tấn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.